Ok, hello anh em. Và bây giờ là bên iOS nha anh em, đi mail iOS tập 5 nha, bữa nay tập 5 nha anh em. Bữa nay là tập 5 rồi đó. Mấy anh em hỏi là tập 3 đâu. Ngày qua anh nhớ thằng em nó comment nó nói ủa cái iOS tập 3 đó. Tập 3 đăng lên TikTok á anh em. Quên đăng lên đây rồi thôi luôn. Tập 3 mình đăng trên TikTok á. Rồi tiếp tục mình like toàn nó ra 1 giờ 2 giờ mà anh em một dọc mấy con này mà nó không chịu ra. 10 tiếng trở lên nữa trời. Trời ơi 4 tiếng mấy là thấy chất quớt nữa rồi đó. Bội thì chứ. Hôm sau 2 ngày nữa thì con ra của mình nó sẽ xuất hiện nha, nó sẽ chào đời như ố chào đời như anh em. Chào đời mà. Nó chào đời luôn á. Rồi đi coi được 7 rồi anh em ơi, 7 rồi, 7 trên 17 anh em rồi nghe. Mai có like không anh? Cuối tuần em ơi, cuối tuần mới like, mới vừa làm clip ở bên Android xong đó, bài hoài web liền luôn. Giờ là đang up cái Android lên đó. Đi coi bây giờ đi làm cái gì đây, nhiệm vụ bét. Làm kiếm flower up. Để chiến làng up lên. Ok. Ủa trời ơi, sao nó hiện cái khung này hoài vậy? Vì không lẽ là tại vì không có thu vàng nó không hiện hả? Thu vàng nó mới hiện cái gì? Thì đang vậy. Chết rồi đó, còn 3 cái nữa. 3, ok nha. Thu gòn. Thu mỏ vàng chứ. Mỏ vàng xong. Rồi chiến 2 mỏ vàng ha. Ok, chiến 2 mỏ vàng cũng được. Chiến 2 rồi chưa có mỏ vàng nào để chiến luôn rồi. Luôn thất bại luôn anh em ơi, fail rồi. Bị fail rồi. Không sao, thu luôn. Bây giờ là mình sẽ để dành food nha anh em, để nâng con ra mà quên nữa. Con ra là nó có yêu cầu cái temple không ta? Con ra nó có yêu cầu mấy cái temple không biết nữa nè. Temple thì mình trời ơi, đầu rồng mới được có 5k8 mà tức quá à. Không lẽ là mình phải đi mua nhiều cái đảo nữa ta? Mua đảo nữa không biết nó có tăng thêm không nữa. Bây giờ mình thử mua thêm mình còn nhiêu tiền nữa coi. 1 triệu mấy rồi hả? Mua thêm đảo nào bây giờ? Để coi cái thiếu như sao. Lửa đảo lửa. Ủa habitat chứ, nó đảo nó lộn. Habitat chuồng. Mình mua thêm một cái chuồng lửa đi, cho 4 chuồng lửa. Đây có 3 chuồng gió, 3 chuồng nham thạch lửa nè. Rồi 2 chuồng đất không? 2 chuồng đất, 4 chuồng nước. 4 chuồng này được rồi. Rồi thì là mua thêm lửa một cái, lửa thêm một chuồng, đất 2 chuồng, với lại gió, gió một chuồng. Ok. Lửa đây một chuồng. Rồi cái gió một chuồng luôn sẽ đủ luôn. Gió một chuồng nha. Rồi đất hai chuồng. Hai cái habitat đất. Một cái đất. Đất đâu? Ok rồi. Vậy đi. Từ từ nâng lên tiếp nữa nè. Nâng lên nữa 2k 5 phút. Rồi 6 phút nữa. Rồi 6 phút nữa sao mấy. Đang lại đây 1 tiếng mấy nữa. Rồi. Ê có được một mảnh rồi anh em ơi. Đi có được một mảnh nha. Giảm được 45 phút đỡ khổ. Có là đỡ rồi.
27 phút nữa. Chưa thu ở đây nữa. Này mình mua sẵn một cái device ở đây để cho con ra của mình nó ở. Thằng ra vĩ đại của mình đó. Như cái này chưa đủ nè. Hai mươi sáu phút nữa. Xem quảng cáo luôn đi. Xem quảng cáo tắt âm lượng đó. Ga nó góc ít. À, để mình coi mình nhớ rồi. Đứa em nào nó comment nó nói là lên VIP 7 ở bên iOS là anh tốn bao nhiêu rồi. Thì bữa hổm là anh mua 600 RAM, 219K, con sò 45K. Con sò đầu hổm 45K nha. Lúc đầu vô nó 45K hay giờ để mình nhớ khoảng 45K hay 69K mình nhớ thôi, tùy trong hai cái đó. Là rồi thêm một cái nữa là cái nhà like 45K. Rồi còn gì nữa ta. Sơ sơ là tốn cũng 500 thôi. 500 trên 500 gì đó. 500 hay trên 500K gì đó anh em ơi. Chưa tới 1 triệu nha. Come on. Anh come on này có gọi sale luôn. Yes. Like coi nó ra gì vậy. Rồi bây giờ mình sẽ like lá anh em ơi, lá mình còn thiếu lá dữ lắm nè. Kiếm độc mới được. Lá với lại ánh sáng coi nó có cái gì không. Lá ánh sáng thì nó ra chỉ có một cái. Đây gì nè, nó ra mới nhiều. Ủa nó ra chỉ có 3 cái thôi hả? Nó ra có 3 trứng à. Ok like đi. 8 giờ. Lại mấy con niêu mới được. Giờ mình sẽ đi training cho con Guardian của mình. Ok, clip bên Android xong rồi nè, mình sẽ up lên cho mấy anh em xem liền luôn nè. Đợi xíu. Mỗi lần Android là up mau lắm anh em, còn iOS up một clip rất là lâu luôn anh em. Lâu khó chịu lắm. Mình sẽ đi chiến. Một trăm bốn mươi mốt là mèo nhất hơn. Thủ trước đi tính gì tính. Thủ luôn. Gió độc vô. Gió độc vô. Rồi lửa vô. Con này là phải cho nó gió độc mới được. Hồi máu trước đi tính gì tính. Đúng rồi, mình phải hồi máu mới được. Phú Minh Hiền đã bắt đầu follow. Đúng rồi mấy anh em ơi, mấy anh em phải follow TikTok của mình mới được. Follow TikTok của mình nha mấy anh em. Follow đừng xem chùa nữa, cho một team nha. YouTube thì like, chỗ này là cho team nha anh em. Team vô cho mình. Mình xếp lên TikTok luôn đó. Ok.
Anh ơi, sao chưa like thế anh? Chưa mà, cuối tuần anh mới like mà em. Chiến thời. Mình sẽ đi chiến. VM Cam rồi, chào cưng luôn nha VM Cam. Anh đang làm clip ở bên iOS nè. Làm vậy đó. Chiều lòng mấy anh em tới cỡ đó luôn đó. Vừa bên đây vừa bên kia. Buông cái này là bắt cái kia liền luôn. Bốn chặng nữa hả? Xuống đây bên bốn chặng. Châu gì? iOS của mình còn yếu lắm, bởi vì là mấy anh em nào mà không có LAN hãy vô nghe, còn nếu mà mấy anh em có LAN rồi thì làm ơn đừng có out LAN của mình mà vô cái LAN của mình nha. Out LAN của mấy anh em á rồi vô LAN mình nữa nha, đừng có out. Mấy anh em nào mà không có LAN thì hãy vô LAN của mình, còn mấy anh em nào có rồi thì ở yên đó, tại vì LAN của mình còn rất là bèo. Mấy anh em cứ ở cái LAN khác đi, có gì chiến LAN cho nó có nhận quà với người ta. Còn LAN này đang bèo nha anh em. Ê quên, chiến thêm hai cái này nữa cho nó xong luôn. Hai cái series nữa. Y quên, series nó mạnh lắm nha anh em. Nó mạnh không biết nữa. Hello cà bầm luôn kìa, cà bầm kìa. Cho nó chúng cho đọc cho nó yếu lại. Cho mày chết. Gì mà mạnh như nó né, quên nó không có mạnh mà nó né anh em. Né VIP quá VIP. Rồi say xỉn giấc nồng rồi. Rồi Euphoria liền nè, Euphoria liền nè. Euphoria mà liền nè con. Ê rồi. Trời ơi, tức thiệt chứ. Chết không? Chết. Hên quá. Ok, xong một trận nữa. Trận nữa là mình sẽ up nha anh em, mình sẽ up lên bên iOS luôn. Dịch bệnh không đi làm mình sẽ chiều anh em tới cùng. Còn chừng nữa hết dịch rồi là mấy anh em hiểu rồi đó. Lơ mơ iOS này mình sẽ cũng sẽ giảm được từ từ luôn. Đi làm là mình sẽ cố gắng căng cái nào được căng. Nhưng mà livestream thì chỉ live được một bên thôi. Bên Android thôi. Rồi ok. Rồi mấy anh em nhớ kết bạn nha. Đây. Kết bạn nhiều vô với mình nha anh em. Kết bạn nhiều vô coi. Nè, cho mấy anh em xem nè, thấy chưa? Đó, bên iOS nó chỉ hiện đúng một người một thôi mà mình kết bạn rất là nhiều rồi nha. Nhiều anh em nhập mã code mình rồi mà nó hiện chỉ có một người một thôi nè. À, 53F66D nè, thấy chưa? Nó hiện có người mà nó ác gì đó. Nó lỗi tới bây giờ nó chưa hiện hồn lên hết được nữa. Nó ác ôn gì đó. Và bây giờ thì mình bye bye và see you again mấy anh em.